Xin chào tất cả các chị. Nay em An quay lại và nay em quay feedback của một chị sau khi sử dụng cao dán tắc tia sữa An ha. Với nickname là chị Xanh Trần này, lúc 16 tháng 9 chị có nhắn tin cho em hỏi nhá. Mọi người đọc cái tin nhắn nhá. Thấy cứng hết cả bầu ngực rồi, mấy hôm nay tại mình vừa sinh được 3 ngày nhưng bé bú không được. Thì An này là An tư vấn cao nhá. Chị bảo là chị lấy thử một hộp để chữa bán. Thì hôm nay ngày 22 tháng 9 này An có nhắn tin hỏi là chị hỏi viêm tắc chưa, thì chị nói này rồi em nhưng không thấy sữa ra nhiều. Thì các bạn ơi, sữa ra nhiều hay không là do chế độ ăn uống của mình chứ không phải là do cái tình trạng tắc tuyến sữa ha. Rồi An có hỏi là chị có hay nói về cao dán An không, chị nói là dùng được em ok và An có gửi lời cảm ơn chị. Cảm ơn chị Xanh Trần đã sử dụng cao dán tắc tia sữa An ha, và An sẽ quay những video tiếp theo để chúng ta theo dõi nhé.